xin chào quý vị đã trở lại với video giới thiệu sản phẩm tại Phi Thuật Audio. Hôm nay xin trân trọng giới thiệu đến quý vị cặp loa tai Noi Aden 3828 kiềng vuông. Vâng, thưa quý vị, cặp 3828 kiềng vuông này thì được sở hữu một chiếc bát đồng trục 40cm và có cái kích thước chiều ngang là 66cm, chiều cao là 98cm và sâu 37cm. Và bên cạnh đây là một cặp Berkeley cũng sở hữu chiếc bát đồng trục 3828 nhưng có kích thước thùng gọn hơn, với kích thước thùng là 54cm, chiều cao là 85cm và chiều sâu là 31cm. Vâng, thưa quý vị, thì hai cặp loa này thì trong cái tầm giá rất là hợp ví, dễ chơi. Vâng, em công khai báo giá để quý vị cùng tham khảo, cân nhắc cái sự lựa chọn cho mình. Cặp Berkeley này thì em đang bán với giá là 44 triệu. Vâng, hình thức quý vị nhìn tất cả góc cạnh về trong tình trạng còn rất là đẹp, tuyến loa đẹp, gân thì là qua quá trình 5 tháng thì đã được thay gân mới. Vâng, hình thức tổng thể còn rất là đẹp, đời này được hai lỗ thông hơi. Vâng, và thưa quý vị, với cái cặp Aden 3828 kiềng vuông này thì em đang chào bán với giá là 48 triệu 500. Vâng, thưa quý vị, em đưa camera chậm một chút, quý vị quan sát tất cả tuyến loa, màng giấy và góc cạnh rất là đẹp, gân thì đã được thay mới. Vâng, đây tình trạng chung tổng thể góc cạnh rất là đẹp. Thưa quý vị, là cặp mà Aden này thì em đang có hai cặp. Quý vị có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu những cặp loa vừa ví và chơi được tương đối nhiều thể loại rất là tốt thì xin mời liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0943889788. Vâng, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo tại Phi Thuật Audio. Xin trân trọng cảm ơn.